Dạ xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Long An ạ. Dạ ngày hôm nay thì kênh Bất Động Sản Long An xin được giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà rất là đẹp ạ. Tọa lạc tại đường ấp 3, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dạ đặc biệt là căn nhà này có một dãy nhà trọ phía sau luôn với 6 cái phòng trọ. Thì khi mà quý cô chú anh chị mua căn nhà này á, là sẽ có sẵn cái dãy nhà trọ phía sau đã đang cho thuê luôn ạ. Đang cho thuê hết 5 phòng rồi. Dạ diện tích của tổng cái miếng đất này gồm có nhà và dãy nhà trọ luôn là khoảng 300 mét vuông nha cô chú anh chị, 300 mét vuông full thổ cư ạ. Còn diện tích nhà không là 4m2 nhân với 30m, thì nhà rất là dài, rất là rộng rãi luôn, có sân trước, sân trong, đường phía trước nhà là khoảng tầm 3m ạ. Dạ bây giờ xin mời quý cô chú anh chị cùng vào tham quan căn nhà nhé. Trước khi vào phòng khách thì mình có một cái khoảng sân khá là rộng để mình để ô tô đó ạ. Căn nhà này là nằm ở hướng đông nam nha cô chú anh chị. Nhà có lắp rất là nhiều cửa sổ bên hông cho nên là tận dụng được cái ánh sáng ngoài trời rất là sáng sủa, thoáng mát. Nội thất trong nhà thì hầu như là rất là cao cấp và thiết kế rất là sang trọng nha cô chú anh chị. Hai bên tường thì cô chú anh chị có thể thấy là lót giác gạch là cao lên hết luôn, lên trên trần luôn. Đó, nhìn nó rất là sạch sẽ luôn ạ. Bếp cũng rất là rộng rãi ạ. Dàn tủ bếp đồ là lắp đặt kiên cố và rất là đẹp luôn. Tất cả các cái cửa sổ cũng đều là bằng cửa nhôm cao cấp hết ạ. Ở trên trần thì chủ nhà cũng lắp sẵn cho mình là những cái dàn đèn đồ, đèn chùm đồ nhìn rất là sang trọng luôn cô chú anh chị ạ. Có quạt, có đèn sẵn hết luôn. Và thiết kế theo cái phong cách rất là hiện đại và sang trọng. Đây là cái toilet của mình thì cô chú anh chị thấy là toilet là cái gương cũng là bằng kiểu như cảm ứng á, rất là hiện đại luôn đúng không ạ? Toilet rất là đẹp luôn và giác gạch lên cao hết luôn. Rất là sạch sẽ, đầy đủ hết các cái trang thiết bị. Và ở dưới là có một cái phòng ngủ nhỏ ở phía sau cùng. Và đây là cái phòng ngủ. Phòng ngủ dưới đây cũng giác gạch cao hết lên luôn. Máy lạnh đồ là có đầy đủ hết. Và hầu như là những cái nội thất cao cấp ở đây là gia chủ sẽ tặng lại cho mình hết luôn khi mà mình mua cái căn nhà này. Dạ đây bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu 1 để mình tham quan. Đây cái cầu thang thì cầu thang cũng bằng kính cường lực, tay cầm bằng gỗ. Đó, cầu thang thì tầm 1m. Ở phía trên đây thì gồm có một cái phòng ngủ ở phía trước và một cái phòng ngủ ở phía sau. Thì cái phòng ở phía trước này nó cũng khá là dài và nó có một cái ban công rất là rộng ở phía trước này luôn. Đó, phía trước này là một cái ban công có sẵn bàn luôn. Rồi trên đây mình có thể trồng cây đồ các thứ, bàn ghế để mà mình ngồi tối mình ngồi chơi ở đây cũng được ạ. Cái căn nhà này á, thì bao gồm á, là một trệt và hai lầu. Thì gồm có một cái phòng khách, một bếp, 6 phòng ngủ lận nha cô chú anh chị. Và 4 cái toilet, một cái sân thượng nè. Và có cái sân phơi phía sau nữa. Đó đây, còn đây là mặt tiền của hai cái lầu. Lầu 1, lầu 2. Ở lầu 1 thì có một cái khoảng sân rất là rộng, có một cái khoảng giống như cái ban công nhưng mà ban công này rất là lớn. Ở phía trước của cái phòng này. Ở đây thì mỗi phòng nào gia chủ cũng có lắp đèn ở trên trần đèn chùm rất là đẹp luôn các cô chú anh chị ạ. Ở cầu thang thì cũng có là một cái bức tranh dán bằng gạch dán tường luôn để trang trí. Trên đây cũng có một cái toilet đầy đủ tiện nghi hết. Toilet cũng rất là rộng rãi. Kế tiếp đó là một cái phòng ngủ, cũng là một cái phòng ngủ luôn. Những cái phòng ở phía trên lầu thì
gia chủ chỉ giác gạch lên cao khoảng tầm 1,5 m thôi ạ, chứ là không có giác hết giống như là ở phía dưới. Ở phía cuối thì có thêm một cái phòng ngủ nữa, và cái phòng ngủ này có cái toilet nằm ở bên trong luôn. Ở đây thì phòng nào hầu như là cũng có cửa sổ rất là sáng sủa và thoáng mát ạ. Cửa phòng cũng là cửa nhôm kính cường lực, rất là sang trọng, rất là đẹp. Và tiếp theo thì mình sẽ đi lên trên lầu 2 để mình tham quan tiếp ạ. Cái cầu thang này là khoảng tầm ngang nó khoảng tầm 1 m đó nha cô chú anh chị. Nhưng mà nó cũng đi, nói chung là cũng khá rộng rãi. Phía trước đây là có một cái phòng ngủ cũng có đèn chùm rất đẹp, thì theo nghĩ thì cái phòng này mình cũng có thể tận dụng để mình làm cái phòng thờ, tại vì nó ở tầng trên cùng rồi thì mình có thể thờ ở trên đây. Đây là nhìn bao quát khung cảnh xung quanh của ngôi nhà đây ạ. Đó, phòng nào thì cũng có giác gạch lên cao hết. Trên đây cũng có một cái toilet ạ. Cũng đầy đủ tiện nghi luôn ạ. Kế tiếp là một cái phòng ngủ nhỏ nhỏ. Nhà này thì có tới 6 cái phòng ngủ lận à, rất là rộng luôn. Chiều dài của căn nhà này là 30 m, chiều ngang là 4,2 m ạ. Và ở phía cuối của cái tầng cuối của cái lầu 2 này là nó có một cái giống như một cái ban công nhỏ, nhưng mà mình đây mình có thể phơi đồ. Mình làm sân phơi ở đây cũng được. Đó, nhìn ra phía dưới kia là cái dãy nhà trọ đó cô chú anh chị. Ở phía trên đó là một cái sân thượng nữa đó nha. Nhưng mà là gia chủ chưa có gắn cái cầu thang để mà có thể đi lên trên đó. Chứ ở trên đó là sau này mà gắn thêm cái cầu thang đó, thì mình có thể đi lên trên đó và có một cái sân thượng ở trên đó nữa. Đó, hướng đây chỉ đó ạ. Dạ thì em cũng nói sơ qua về cái vị trí địa lý của ngôi nhà mình á. Thì ở đây cách cầu Mồng Gà và quốc lộ 50 là chỉ khoảng 500 m thôi ạ. Và cách ngã ba Tân Kim là tầm 7 km. Cách bến xe quận 8 là khoảng 19 km. Ở đây thì khu dân cư đây là hiện hữu và ổn định ạ. Dạ bây giờ thì mời cô chú anh chị cùng đi xem cái dãy nhà trọ phía sau ha. Ở dưới là gồm có 6 cái căn nhà trọ. Thì hiện đã cho thuê là hết 5 căn. Và còn một căn còn trống. Thì ai mà quý cô chú anh chị nào mà mua cái căn nhà này á, là sẽ mỗi tháng là mình có tiền thu về luôn. Là tại vì hiện tại là đã cho thuê 5 cái căn nhà trọ đó rồi á. Thì mỗi tháng là mình sẽ thu cái tiền trọ đó luôn ạ. Và cái dãy nhà trọ đây thì chủ nhà làm rất là kiên cố luôn ạ. Mỗi một cái căn như vậy là nó có một trệt và một lầu và có ban công đàng hoàng luôn ạ. Và đây là bên trong đây ạ. Đó, nhà trọ nhưng mà ở phía trong là lát
dát gạch tường lên rất là sạch luôn. Rồi có cầu thang đi lên ở phía trên là lầu đúc luôn nha. Lầu đúc và có ban công ra đàng hoàng luôn các anh chị. Và em xin nhắc lại là bất động sản cần bán là 300 mét vuông đất thổ cư. Trên đó bao gồm một căn nhà diện tích 4m2 x 30m cùng với dãy nhà trọ 6 căn đã có khách thuê. Nhà thì bao gồm 1 trệt 2 lầu, 1 phòng khách, 6 phòng ngủ, 4 toilet, 1 nhà bếp, 1 sân thượng, 1 sân phơi. Chủ nhà để lại nhiều nội thất cao cấp và giá bán của bất động sản này là 6 tỷ 2 nha cô chú anh chị. Ngân hàng bên em có hỗ trợ 50-70% giá trị của tài sản. Quý cô chú anh chị quan tâm đến ngôi nhà xin liên hệ với kênh Bất Động Sản Long An qua số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.